ប្រាក់តោះមកខនត្រូអសតិតោះមកបងប្អូនចុចមូលធัวបាទទៀងវាមកក្រោមមកតោះមកខនត្រូអសតិតោះមកបងប្អូនចុចខនត្រូជាមួយលេយើនឹងបាទវាសេលិកសិនតោះមកចុចបិទភ្នែកនៅលេយើនឹងបាទតោះមកចុចអសវីទៀងទៅបែកក្រោមយើងនេះយើងសេរីវាអ៊ីនត្រូអសតិអសេរីវាខ្ញុំតិចមកអ៊ីនធឺមកបាទតោះមកបងប្អូនចុចឌីនៅលើគីបອດអសឥឡូវនេះទៅជាសោកម៉ៅតោះមកបងប្អូនចាក់ពណ៌ខ្មៅទៅលើវាចុចអល់ដេលីតបាទតោះមកចុចអូខេមកតោះមកខ្ញុំយកន
lưu keyboard hay tìa viết tới và đặt nó lưu keyboard nữa. Có máu control ở sọt thì đặt tìa viết thùng thì máu bảo bảo có máu chất ok màu bảo có máu bóng ôn đô nô mô từ sọt lại có máu bóng ôn chất áo hay đừng search và hãy select lưu viên mùi máu có máu bóng ôn vô thay thua ní và nhóm giọt mai mú và xài viết đó và bảo tôi máu bóng ôn chất chôn được nông color máu và color viết cứ C, double D lệch phẩm 4, lệch phẩm 7, lệch phẩm 7 và tôi mong bóng ôn chật máu tôi mong trên sự xe biện thái ống cờ và vọt tôi mong đặt mà nick nhóm khuôn tạo đặt lên tế mà một quán đó là phí quán đọc rầm bụ tôi mong bóng ôn chật mưu thu máu và tiền vía tôi mong bóng ôn chật sau khi nâng tiếp và nick cứ dưỡng sở vía và cứ dưỡng chật cho crown chấn hay dưỡng hoài gì cả lại nick cứ xôn xôn và còn mong bóng ôn chạy mù thua ní và chạy xó thi ní tiền về màu cả đá lắm và còn mong bóng ôn chạy mù thua và tiền về còn mong bóng ôn vô bịa thà layer vô bịa thà rastrite vô bịa thà thải còn mong bóng ôn chạy copy layer nâng pi đó còn mong bóng ôn chạy cho layer tìm muối mà chạy bật này layer nâng pi nâng còn mong bóng ôn chạy pi đó lưu layer nâng còn mong bóng ôn vô bịa thà stroke còn bóng bóng ôn chất châu color vía cứ à so F lịch bốn à so D lịch rằm muối lịch xôn à so A và có mắt chữ ok mà còn mắt sai viên này cực phí và có mắt bóng ôn chất ok mà còn mắt bóng ôn chất vô bịa tha layer vô bịa tha rastrite vô bịa tha layer style còn mắt bóng ôn chất vô bịa tha F hay nâng X còn mắt bóng ôn vô bịa tha bevel and inbox còn mắt bóng ôn đô style này đều auto glow và size viên này cứ 4 còn mà đọ thạch nữa lại này angle viên này cứ đọ rồi hả à electricer này cứ 1.7 còn mà bóng ôn cho chô nó không contour này bà vô bịa ta khô điệp còn mà cho chê mà còn mà bóng ôn đô highlight mũ này từ bình bình lại còn mà bóng ôn cho vô bịa auto glow và còn mà bóng ôn đô normal từ lần nia bỏ còn mà bóng ôn chất chô được nông color vía cứ của F4 bóng lệch xôn pi đỏ mà tỏ mà chỗ kiếm còn mà opacity vía cứ bóng phùng ấy còn mà aspirin này cứ xài phí còn mà xài này cứ đọc ấy tỏ mà chỗ kiếm còn mà bóng ôn đô ở phía này tới xe rồi còn mà chất bạc này nơi lê giờ khăn lờ ní còn mà bóng ôn chất pi đong lê lê giờ nâng còn mà bóng ôn chất vô bịa tha bevel and in còn mà bóng ôn đô style ní tới outer bevel ác lại direction ní cứ down ác lại size viên ní cứ 4 ác lại highlight opacity ní cứ mờ rồi còn mà bóng ôn chất vô bịa tha contour và còn mà bóng ôn chất cho nông contour và có máu bóng ôn vô bịa tha contour tiếp có máu bóng ôn chất cho được thân ông drop xa đủ có máu à distance viên này cứ 7 à size viên này cứ 5 có máu bóng ôn chất ok mà và có máu bóng ôn đô phiên này từ 0 có máu bóng ôn chất bạc này nơi lê giờ thì 7 chất bị đoan lê lê giờ nắng có máu vô bịa tha bevel and inbox có máu à sai viên này cứ 7 có máu bóng ôn chất cho được nông thăm thua và có máu bóng ôn vô bịa tha khổt có máu bóng ôn chất ok mà và có máu bóng ôn đô feel we need to zero តោះមកបងប្អូនចុចចូលទៅក្នុងត្រប់សាឌូនេះតោះមកបងប្អូនចុចចូលទៅក្នុង B wall and in box បាទតោះមកដូរ color វានេះទៅ D H double F 0បាទតោះមកចុចអូខេតោះមកចុចអូខេមកបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនទៅយករូបនេះចាប់ទាញវាមកដាក់លើបាទកងនេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control អក្សរ T បាទទាញវារៀងគុំទៅមកបាទទាញឲ្យវាប្រប៉ុណ្ណឹងបាទបន្ទាប់មក enter មកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control ជាមួយរូបបេះដូងហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច add layer មកលើវាបន្ទាប់មកបងប្អូនដូរ normal ទៅ win win light
គុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ Rad TV Channel ជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភ្នាក់កំបីគ្មានគ្រឿងឡើយអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ